Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Việt Sử Toàn Thư. Quý vị thân mến, tạm biệt năm 2021 với nhiều biến động, hơn 77% người dân trên toàn thế giới tin rằng năm 2022 sẽ tốt đẹp hơn năm 2021, kèm với đó là sự hy vọng mạnh mẽ về hồi phục kinh tế cũng như tình hình dịch bệnh Covid-19 sẽ lắng xuống. Sự lạc quan cho năm mới 2022 đang tăng lên khi nhiều nước đang từng bước vươn mình trở lại sau đại dịch. Thật bất ngờ là khi chiêm nghiệm lại những dự ngôn mà trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm để lại cho hậu thế, nhiều người không khỏi giật mình. Trong tập sấm ký của mình, cụ trạng trình đã đưa ra lời tiên đoán gây sốc về bức tranh thế giới từ năm 2022 đến năm 2026. Theo trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, nhân loại còn phải đối mặt với nhiều thách thức khó lường. Đáng kinh ngạc là lời tiên đoán của trạng trình trùng hợp đến khó tin với lời dự ngôn của Gia Cát Lượng và Lưu Bá Ôn của Trung Quốc. Vậy rốt cuộc, cụ Trạng Trình đã tiên đoán vận mệnh nước Việt từ năm 2022 đến năm 2026 như thế nào? Người dân Việt Nam cần phải làm gì để bình an vượt qua mọi kiếp nạn, chào đón Tết âm lịch đang cận kề? Hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu ngay sau đây. Nhắc đến những nhà tiền trì lỗi lạc trên thế giới, chắc hẳn ai cũng đều nói đến Gia Cát Lượng, Lưu Bá Ôn của Trung Quốc với tài năng quân sự, chính trị và đặc biệt là khả năng tiên tri chuẩn xác không gì sánh được. Song ít ai biết rằng tại Việt Nam, sau sinh Lưu Bá Ôn chỉ 100 năm cũng đã xuất hiện một thánh nhân lỗi lạc với tài năng không hề thua kém gì hai vị quân sư huyền thoại của đất Trung Hoa. Ông được mệnh danh là Gia Cát Lượng của Việt Nam. Đó chính là trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, người mà sau này Phan Huy Chú trong bộ sách lớn Lịch Triều Hiến Chương loại chí đã nhận xét là một bậc kỳ tài hiển danh muôn thuở. Trong suốt cuộc đời mình, trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đã có những dự đoán tương lai bí ẩn, thường gọi là sấm trạng trình, mà cho đến những đời sau, khi sự việc xảy ra, người ta mới giật mình bởi độ chính xác đến kinh ngạc. Không chỉ tiên đoán về vận mệnh của 4 triều đại phong kiến trong lịch sử Việt, sự xuất hiện của Chủ tịch Hồ Chí Minh hay thành công của cách mạng tháng 8, trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm còn để lại lời tiên tri gây sốc về vận mệnh nước Việt từ năm 2022 đến năm 2026. Theo cụ trạng trình, loài người sẽ phải đối mặt với những thách thức và những biến cố lớn xảy ra trong tương lai. Điều đáng kinh ngạc là những dự đoán của trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm trùng hợp đến khó tin với lời tiên tri của Gia Cát Lượng và Lưu Bá Ôn của Trung Quốc. Vậy, trong sấm trạng trình, Nguyễn Bỉnh Khiêm đã tiên đoán vận mệnh nước Việt ta từ năm 2022 đến năm 2026 như thế nào? Cụ trạng trình đã chỉ cách nào giúp người Việt thoát khỏi vũng lầy của đại dịch Covid-19? Để biết được câu trả lời chính xác, trước tiên chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại những tiên tri kinh ngạc sau mấy trăm năm của trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm nhé. Nguyễn Bỉnh Khiêm sinh năm 1491, mất năm 1585 tại làng Trung Am, huyện Vĩnh Lại, Hải Dương, nay là Cổ Am, Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Nguyễn Bỉnh Khiêm là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất của lịch sử cũng như văn hóa Việt Nam trong thế kỷ 16. Sinh ra trong gia đình gia giáo, đặc biệt Nguyễn Bỉnh Khiêm có người mẹ vô cùng xuất chúng là bà Nhữ Thị Thục, con gái hộ bộ thượng thư Nhữ Văn Lân, là bậc nữ lưu tài hoa và bậc nhất trốn kinh kỳ thời bấy giờ. Sống dưới thời Hồng Đức, Lê Thánh Tông, bà đã biết trước rằng nhà Lê sẽ suy yếu nên có ý kén một người chồng có tướng sinh quý tử để tính chuyện đại sự quốc gia. Kén mãi không gặp người vừa ý, mãi đến năm ngoài 30 tuổi, bà đành kết bạn với ông Nguyễn Văn Định, học trò quốc tử giám và sinh ra Nguyễn Bỉnh Khiêm. Mộng lớn của bà sẽ sinh ra con làm thiên tử chứ không chịu công hầu khanh tướng. Vì thế, hôm động phòng hòa trúc, bà cắm chiếc đũa ở ngoài sân và dặn chồng. Khi bóng trăng đến chiếc đũa, ông mới được nhập phòng. Đợi lâu quá, ông Định nóng ruột đẩy cửa bước vào, bà trách. Ông vội vàng như thế, con cái sau này chỉ làm đến tứ trụ hoặc Đỗ Trạng Nguyên là cùng, chứ không thể làm được hoàng đế. Một hôm, khi bế con chơi ở bến đò Hàn, bỗng thấy một người tướng mạo phi phàm, bà liền than rằng, sao ta không sớm gặp người này? Người đó chính là Mạc Đăng Dung. Thực ra đây chỉ là giai thoại, chứ sự thực khi đó Mạc Đăng Dung mới chỉ là một cậu bé. Hôm khác, bà đưa con về quê, dọc đường gặp một thầy tướng Trung Hoa. Sau khi liếc nhìn dung mạo của Nguyễn Bỉnh Khiêm, thầy tướng buộc miệng khen, tướng mạo của thằng bé này không phải tầm thường, nhưng vì nước da hơi thô nên chỉ làm đến trạng nguyên thôi. Lớn lên, Nguyễn Bỉnh Khiêm theo học quan bản nhãn Lương Đắc Bằng. Một hôm, cụ Lương Đắc Bằng ốm, Biết mình không sống được bao lâu, bèn gọi Nguyễn Bỉnh Khiêm lại, chỉ cho ông một cái cháp để trên đầu giường, giở ra lấy một bộ sách quý. Cụ Bằng nói, thầy cho con cuốn sách quý này, vì chỉ có con mới có thể hiểu được nó. Lúc thầy đi xứ Qua Thầu, có gặp một cụ già, trao cho thầy cuốn sách này và nói, ta không cho nhà ngươi, mà nhờ nhà ngươi đem về, giao cho một người An Nam. Thầy ngạc nhiên hỏi tên người đó, cụ già bảo, không cần, chừng nào trong tâm linh nhà ngươi muốn cho ai là người ấy được phần. Sau này, thầy mới biết cụ già đó là một dị nhân. Bộ sách ấy chính là cuốn Thái Ất Thần Kinh. Nhiều người cho rằng Nguyễn Bỉnh Khiêm nhờ nghiên cứu cuốn sách này mà thâm suốt được mọi việc trong quá khứ, tương lai. Đặc biệt, Trạng Trình còn hiến kế cho các triều đại phong kiến nhiều sách lược chuẩn xác. Lúc triều nhà Mạc suy vong sau nhiều năm nội chiến với quân Trịnh, thế cùng, vua Mạc sai người đến hỏi Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ông đã nói rằng Cao Bằng tuy thiển, khả diên số thể, nghĩa là Cao Bằng tuy nhỏ có thể giữ được. Nhà Mạc nghe theo lời ông, rời đô về đất Cao Bằng, truyền được thêm hơn 80 năm nữa. Năm 1545, Nguyễn Hoàng khi đó thấy anh trai là Nguyễn Uông bị Trịnh Kiểm hại chết nên lo lắng cho tính mạng của mình, liền sai người đến xin ý kiến Trạng Trình. Trạng Trình dắt sứ giả của Nguyễn Hoàng ra hỏi Nam Bộ, chỉ tay vào đàn kiến đang bò và bảo, hoành sơn nhất đái, vạn đại dung thân, nghĩa là một giải hoành sơn có thể dung thân muôn đời. Hiểu được ngầm ý ấy, Nguyễn Hoàng bèn nhờ chị gái xin anh rể là Trịnh Kiểm cho vào trấn thủ đất Thuận Hóa, từ đèo ngang trở vào. Nhờ đó, Nguyễn Hoàng không chỉ thoát được họa diệt thân mà còn tạo dựng nên được nền móng cho cơ đồ hàng trăm năm của nhà Nguyễn ở đằng trong. Bấy giờ tại Thăng Long, chúa Trịnh sau khi nắm hết quyền bính trong tay, đánh dẹp các thế lực đối kháng, cũng ra sức uy hiếp vua Lê, muốn ngồi lên ngôi báu. Tuy nhiên, chúa sợ lòng dân không theo sẽ dẫn tới diệt vong như nhà Mạc, nên cho người hỏi ý kiến Nguyễn Bỉnh Khiêm. Trạng Trình lặng lặng dẫn sứ giả ra trong chùa và nói với nhà sư, giữ chùa thờ Phật thì ăn oản, ngụ ý khuyên chúa Trịnh cứ tôn phò nhà Lê thì quyền hành sẽ giữ được, nếu tự ý phế lập sẽ dẫn đến bình đảo. Câu nói của Nguyễn Bỉnh Khiêm đã giúp cơ nghiệp nhà hậu Lê tiếp tục giữ vững đến tận năm 1788. Nhà Trịnh dù không chính thức ngồi lên báu, nhưng nắm được thực quyền trong tay, làm chủ đàng ngoài tới hơn 300 năm. Nhân dân cũng tránh khỏi những đợt can qua, nồi xa nấu thịt, chiến tranh chia lìa. Từ ngày xưa, trong chiêm tin học phương Đông, chòm sao Bắc Đầu đã được cổ nhân chú ý quan sát như chòm sao quan trọng nhất trên bầu trời. Trong đó, sao Thái Ất được gắn với ngôi sao sáng nhất của chòm sao này và được gọi là thần trời. Sao Thái Ất cũng được xem là biểu tượng của đấng quân vương cai trị thế gian. Chính vì thế, Thái Ất cũng được người xưa dùng để đặt lại cho bộ môn, ghi lại những trí thức vô giá về các quy luật của vũ trụ, sự vận hành của thiên thể, từ đó giúp những người tinh thông môn Thái Ất học này có thể tính toán ra sự suy thịnh của nhân loại một cách chính xác. Nếu như Gia Cát Lượng có Kỳ Môn Độn Giáp, phong thủy đại sư Lưu Bá Ôn có Thái Nhâm, thì Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm của Việt Nam có Thái Ất Thần Kinh. Dựa vào Thái Ất Thần Kinh, Nguyễn Bỉnh Khiêm đã để lại hơn 200 câu sấm ký ghi lại tiên tri hơn 500 năm sau. Đặc biệt, Trạng Trình tập trung mô tả về thời điểm xuất hiện của vị Thánh Chủ sẽ cứu độ toàn bộ nhân loại ra khỏi kiếp nạn, đại đào thải và thời mạt kiếp. Thông qua Thái Ất Thần Kinh, Nguyễn Bỉnh Khiêm đã biên soạn ra bộ sấm ký hơn 200 câu ghi lại chính xác các diễn biến của lịch sử Việt Nam và thế giới. Ông cũng tiên đoán được khoảng 500 năm sau khi ông mất, nhân loại sẽ trải qua một đại kiếp nạn kinh thiên động phách, tự đào thải lượng lớn người. 10 phần chết 7 còn 3, mất 2 còn 1 mới ra thái bình. Tuy nhiên sau đó sẽ có một vị thánh chủ mệnh danh là Vạn Vương, Chi Vương hay còn gọi là Phật Si Lặc của Phật gia hay Sáng Thế Chủ trong Kinh Thánh sẽ xuất hiện cứu thế độ nhân, đưa nhân loại sang một kỷ nguyên hoàn toàn mới. Thuở đầu, bộ sấm ký được biên soạn ra và lưu truyền bí mật trong gia đình và các học trò của Trạng Trình. Tuy nhiên, trong quá trình lưu truyền suốt mấy trăm năm, các bản sấm ký đã thất lạc cũng như do tiên tri đến sự thịnh suy của các triều đại, nên các chính quyền cũng vì thế mà tịch thu hoặc sửa đổi. Chuyện kể rằng, một ngày mùa thu năm Nhâm Dần 1542, đang tự án đọc sách, chợt thấy mây ngũ sắc hiện ra. Trạng liền gieo quẻ bói xem thời vận nước nhà. Lúc ấy đời vua thịnh trị nhất triều Mạc là Mạc Đăng Doanh mới nhất, Trạng bốc được quẻ Càn, Động Hào Sơ Cửu liên đoán, liên mậu kỷ canh tân, can qua sinh sát biến, nghĩa là loạn lạc liên tiếp vào năm Mậu Thân, Kỷ Dậu, Canh Tuất, Tân Hợi 1548, 1549, 1550, 1551. Rồi cụ giảng tiếp cho học trò Trương Thời Cử rằng: bốc đắc càn thuần quái, sơ kiểu thoái tiềm long, ngã bát thế chi hậu, binh qua khởi trùng trùng. Dịch: bói được quẻ thuần càn, hào sơ kiểu rồng lui ẩn, tam đời sau ta, binh biến khởi trùng trùng. Bài này là chìa khóa để mở mật ngữ và ẩn nghĩa trong toàn bộ sấm Trạng Trình. Theo đó, 8 đời sau của Trạng Trình, chiến tranh sẽ diễn ra liên tục. Điều này cũng làm rồng quy ẩn. Rồng là biểu tượng của vua. Rồng quy ẩn ý chỉ xã hội không còn được cai trị bởi chúa mà chuyển sang thời đại dân chủ hình thức chính trị hiện đại. 8 đời sau ở đây, chỉ 8 triều đại sau này của Việt Nam đều phải chứng kiến cảnh chiến tranh loạn lạc, lê dân đổ thán. Quả thật vậy, nếu liệt kê ra từ thời Nguyễn Bỉnh Khiêm còn sống cho đến nay, đã trải qua 8 triều đại gồm nhà Lê, nhà Mạc, chúa Trịnh, chúa Nguyễn, nhà Tây Sơn, nhà Nguyễn, Việt Nam Cộng Hòa, Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa. Trong 8 triều đại này, chiến tranh đã liên tục xảy ra. Trận chiến tranh gần nhất mà Việt Nam tham gia là chiến tranh với Campuchia kết thúc năm 1989. Còn xét đến bối cảnh hiện tại của Việt Nam và thế giới, tình hình Biển Đông đang rất căng thẳng, dịch bệnh, khủng hoảng, kinh tế, nhiều khả năng sẽ bùng phát chiến tranh thế giới trong thời gian tới. Ở hai câu cuối, Nguyễn Bỉnh Khiêm viết: Nhiêu tinh tụ Bảo Giang, đại nhân cư chính trung. Ý câu này, sau khi cả thế giới, Việt Nam sẽ trải qua thời kỳ đại đào thải, chiến tranh loạn lạc, một vị thánh nhân sẽ đến xuất hiện ở Bảo Giang. Địa danh Bảo Giang cũng được nhắc đến rất nhiều trong các đoán sấm ký của Nguyễn Bỉnh Khiêm. Bảo Giang thiên tử xuất, bất chiến tự nhiên thành. Không chỉ vậy, Trạng Trình còn tiên đoán về thời hiện đại. Thông qua quá trình tu luyện và nghiên cứu, các thánh nhân thời xưa đã nhìn thấu quy luật này, từ đó đã để lại rất nhiều lời tiên tri nổi tiếng. Trong suốt lịch sử nền văn minh của nhân loại, ở phương Tây có Nostradamus, Vanga, ở phương Đông có Gia Cát Lượng, Lưu Bá Ôn, Lý Thuần Phong, còn ở Việt Nam có Nguyễn Bỉnh Khiêm. Có thể nhận thấy một điểm chung của các nhà tiên tri lỗi lạc này là dù sinh ra ở các nền văn hóa khác nhau, giai đoạn lịch sử khác nhau và các khu vực địa lý khác nhau trên thế giới, tất cả họ đều nói về một giai đoạn mà đạo đức nhân loại xuống cấp trầm trọng. Trái đất sẽ trải qua một cuộc canh tân, trong đó hai phe chính tà sẽ xảy ra cuộc chiến kinh thiên động địa, dẫn đến rất nhiều thảm họa đào thải xảy ra trên toàn thế giới. Cũng trong thời kỳ này, Sáng Thế Chủ hay Phật Di Lặc hạ thế, truyền pháp độ nhân đưa tất cả chúng sinh trong vũ trụ sang một kỷ nguyên mới vô cùng tươi đẹp. Không ngoại lệ, trong sấm ký của mình, Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng tiên tri về giai đoạn Thánh Chủ xuất hiện. Việt Nam và thế giới sẽ sống trong cảnh thái bình thịnh trị, không còn cái ác, khôi phục là tiên cảnh thời thượng cổ. Các bậc thần tiên sống chung chỉ dạy và giáo hóa con người. Tuy nhiên, trước khi thời điểm thái bình thịnh thế, sẽ có một thời kỳ đại đào thải với chiến tranh dịch bệnh khắp nơi. Nguyễn Bỉnh Khiêm tiên tri 10 phần chết 7 còn 3, mất 2 còn 1 mới ra thái bình. Trùng hợp là Lưu Bá Ôn cũng tiên tri giống hệt về những sự việc đại kiếp nạn thời mạt kiếp, tức thời hiện đại của chúng ta. Kẻ nghèo 1 vạn lưu 1.000, kẻ giàu 1 vạn lưu 23, tức là người nghèo 10.000 thì chỉ lưu lại 1/10, người giàu 10.000 thì chỉ lưu lại 2 đến 3 người. Tiếp tục giải mã sấm ký của Trạng Trình. Sấm ký có câu: rồng bay 5 vẻ sáng ngời, rắn qua sửa soạn hết đời sa tăng, ngựa hồng quỷ mới nhân răng, cha con dòng họ thầy tăng hết thời. Nếu năm Dần Mão 2022-2023 khởi chiến tranh thì rồng bay 5 vẻ sáng ngời, ý chỉ 5 vị vua khác nhau sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh với thế lực tà ác là chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cũng theo đó, chiến tranh sang đến năm rắn thì Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ thua cuộc. Sang đến năm 2026 là năm Bính Ngọ, Bính trong thiên can là hành dương, đại diện là hỏa nên gọi là ngựa hồng, và quỷ ý chỉ quỷ phương Sa Tăng sẽ phải chết. Nói về chiến tranh, cũng có lý giải rằng đây là phép ẩn dụ ám chỉ một cuộc xung đột giữa niềm tin vào tín ngưỡng và sự theo đuổi thuyết vô thần, theo đuổi vật chất. Từ những dự ngôn trên có thể thấy, các nhà tiên tri đều miêu tả giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025, năm Tỵ là thời kỳ đại kiếp nạn đào thải của nhân loại. Trời giáng các loại tai họa sẽ có lượng lớn người bị đào thải trong các tai họa này. Sau năm 2025, nhân loại bình an vượt qua đại kiếp nạn sẽ bước vào nền văn minh hoàn toàn mới. Thiên cơ chính là bí mật của trời, bí mật của thần giới, cũng chính là thiên ý. Tùy tiện tiết lộ thiên cơ chính là phạm tội rất lớn. Chính vì thế, cổ nhân thường chọn các đồ hình, vần thơ mang nhiều ẩn ý để hiển lộ một phần biến hóa của vũ trụ, hưng suy của xã hội và tồn vong của nhân loại, để nhắc nhở cảnh báo con người hãy mau thức tỉnh, sửa đổi bản thân, quay về với truyền thống và kính ngưỡng thần linh. Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, sinh năm 1491, mất năm 1585, người mà dân gian quen là Trạng Trình, là một nhà văn hóa lỗi lạc của Việt Nam trong thế kỷ 16. Nguyễn Bỉnh Khiêm đã có những dự đoán tương lai bí ẩn, thường gọi là sấm Trạng Trình, mà cho đến những đời sau, khi sự việc xảy ra người ta mới giật mình bởi độ chính xác đến kinh ngạc.